Thank you. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay cho cái buổi ăn trưa ngày hôm nay thì ông và gia đình sẽ tới bún chả Obama. Đó. Thì lúc mà Tổng thống Mỹ Obama qua đây thì đã được ăn ở cái quán này, nên là Ngọc rất là tò mò những quán bún chả này. Cũng như là Ngọc đã nói với tất cả mọi người là Ngọc phải ăn thử bún chả của Hà Nội. Tại từ hồi nào tới giờ 26 năm bánh chưng Ngọc chưa hề ăn thử cái bún chả ở đây bao giờ hết. Thì đây Ngọc sẽ quay cho tất cả mọi người xem nha. Đây nè mọi người, bún chả Hương Liên đó. Đây là cơ sở 2 hả, 59 Láng Hạ. Nãy em thấy cái chữ cơ sở 2. Đây nè mọi người, rất là đông luôn. Đây đây hình của tổng thống Obama nè mọi người nè. Rất là đông luôn mọi người. Đây đó, cô chủ quán như là Obama. Lên tầng 3. Thì các bạn thì lên lầu 3 không còn bàn nữa, phải lên lầu 5. Đây lầu 5 cũng có đúng một cái bàn, như mà tới 10 người đi lần ra phải chen dớn cho mà ăn thôi các bạn ơi. Wow. Ở đây cũng có của Obama luôn nè các bạn nè. Đó, chay vô được bún chả của Obama rồi. Chay bên đây là tao nói thiệt luôn á hả. Bong bóng bong đồ thiệt. Quậy đi tới chỗ nào cũng đồ nè. Đây. À đây ra một suất ăn là một phần bún. Đi dĩa rau. Con nó kìa, đó đây là đó, món khoái khẩu của nó đó. Khoái khẩu là mì mà. Noodles. Mì với bún mà. Khỏi cần nói là nó ăn luôn đó. Khỏi mời, đừng mời. Đừng ở tiêu tiêu hay gì đó. Ta phải biết phải hai chiếc cờ. Cái dừa đi này thì sao ta biết. Ủa, vậy là cái này là nem của bể hả? Này của bể. Ủa là kêu ra là đúng một cuốn thôi hả? Ừ. Đâu có biết đâu. Em tưởng một dĩa là 3-4 đông cuốn. Không, này còn một bát thả thịt. Sau bữa này chị đang nói nem. Vậy thì bà rồi. Đây đây, bún chả Hà Nội, nem cua bể, nem chua hải sản. Mày mốt đi, bên này nó chưa đánh bông lên mà nó đó. Cái này là riêng ra bỏ vô. Đây là nhà mình hết à? Dạ, nhà mình hết. Cho em thêm một đĩa rau sống này. Đổ cái chậu đi. Thì đây là mọi người ơi, hiện tại thì bây giờ Ngọc với gia đình đang ngồi ăn ở quán là bún chả Hương Liên, cái quán mà của tổng thống Obama cách đây mấy năm đã kiểm duyệt ăn á. Thì đây là lần đầu tiên trong đời Ngọc ăn luôn, bởi vì show Obama khen thưởng. Yeah. Thì đây là cái tô thịt nướng nè, ở trong đây có thịt nướng rồi, Ngọc thấy có đu đủ ngâm trong đây sẵn luôn rồi. Rồi cái này có này chả không em? Chả băm. Kế bên thì có một dĩa bún. Rồi ở đây đây là nem hải sản, nem chua hải sản. Cái này là nem khu bể đó nè. Đó. Bây giờ đây là bao nhiêu gia tài? Bồng xong. Đây chị bồng cho mọi người ăn đi rồi nhé. Không. Bây giờ mấy bạn ở ngoài Hà Nội chỉ cho Ngọc ăn cái này. Anh lấy xong nhưng mà đây không ăn. Anh đâu có ăn đâu. Rồi
chị có thể cho thêm ớt không? Để em cũng mong là em không ăn được. Không gì. Cái túi này thôi con. Cái này nè, là cái bánh nhúng đó. Đó. Cái món này làm còn tưởng nhớ cái món mà tưởng nhớ. Gợi cho tưởng nhớ cái món mà cái mì của Nhật á. It looks like it's hamburger. Từ quên ăn này được là cũng hay à. Cái này nhé, bán ra này. Cô ăn nào anh mất cái chứng khoán. 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 Cô ăn nào anh mất cái chứng khoán.
ngon. Ngon. Dễ ăn luôn. Dễ. Thì anh sẽ chỉ nó là chi bộ. Đây, sắp sửa thì quên mẹ một công trình kiếm xe nó sẽ bảo đấy. Tôi mua hút cho nó bảo được. Mất kéo ra giờ bảo có nhá. Cơm vào một túi là sao cô không có ra ngoan nên mới vậy? Đi cùng với chị sẽ cùng với chị. Thế là con. Me bet the car was placed down when Obama came. Cho con miếng đậu rồi. It looks like it would be eaten. Cho con miếng đậu rồi. Thấy con đó. Ngon. Ngon. Báo đây là cũng lần đầu tiên pha. Ăn một lần ở trong Sài Gòn nhưng mà lúc đó ăn nó khác. Còn đây giống. Đó cái vỏ là của thằng mà đây đây. Rau là anh bảo anh ăn là anh đau bỏ rồi làm đầy đủ lắm. Khoan bạn lạc đi nha. Thu đủ. Đây thì mới ăn rồi giờ bảo ăn cái này quay quay lên cả nhà. Anh em trong nhà nó không có phân biệt với vấn đề sạch sẽ đâu. Nhiều bạn gấp con miếng thịt bò nhiều bạn nhiều quá. Xin mời cả nhà mình ăn nhiều vô bảo ơi. Bảo bị nhiều lắm, phải chan nhiều lắm. Thấy bảo thấy Ngọc nhúng vô là bảo biết rồi. Rồi xin mời cả nhà chả quan mang nha. Thì liên Hương Liên, Hương Liên Obama. Sao? Bạn đã làm điều ấy như thế nào? Nhiều bà không? Nãy mà nãy trang vậy là ít rồi đó. Has anybody ever told you you have a big mouth? Đó là giống bằng giữa màn á. Đưa một phát ổn vô hắn mệnh á. Ngon. Bún chả. Chả là nó ăn hết chả rồi. Không, bỏ phải ăn thử cái nem này nè. Ăn thử cái nem bé nè của anh, nem này nè của anh. No, there's the ball right here. Rồi đây nè. Để này em tí đi. Uống nữa. Cái này chả, một cái nem hải sản chỉ là một cái nem cua bể. Hả? Gì? 80, 85 với lại 8 ngàn. Ờ, 93, 93. 100 ngàn đó. Chả là chả cua hả ta? Hải sản, hải sản. Chả, nem hải sản. Kẹo mê nếm thịt là ăn với lại lăm mơ á. Nhóm quá, nhóm cuối ăn ăn không. Hai năm đẹp thêm nước xả, chấm với nước xả, chấm mắm tôm nữa đó. Đây nè mọi người ơi, sau cái chương trình bún chả Obama thì cả nhà đã đi về để nghỉ ngơi. Hiện tại hôm nay có một ngày rất là mệt mỏi luôn mọi người ơi. Nhưng mà đặc biệt là được xem rất là nhiều thứ vui và ăn được nhiều rất là nhiều món ngon. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người hiểu thêm một cái chút gì đó về bún chả Obama là như thế nào, giá tiền sao, ăn sao. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ bằng hai vợ chồng Ngọc và cả gia đình. Sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip ngày mai. Bye bye. Bye.